Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ điều thêm 48 máy bay chiến đấu F-35A tới Nhật Bản và thay thế các máy bay chiến đấu F-15CD ban đầu bằng máy bay chiến đấu F-15EX. Các máy bay này sẽ tham gia cùng các máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến đóng tại 3 căn cứ ở Nhật Bản. Động thái này nhằm củng cố liên minh Mỹ-Nhật và tăng cường khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho Trung Quốc. Việc triển khai F-35A tại căn cứ Mishawa gần Bắc Kinh hơn Đài Bắc khiến Trung Quốc lo ngại về khả năng bị tấn công. Máy bay chiến đấu F-35A mới được bổ sung, được triển khai tại căn cứ Mishawa của Nhật Bản. Kế hoạch ném bom Bắc Kinh do cựu Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump tiết lộ dường như đã đi vào thực tiễn trước thời hạn. Điều này đã đẩy Trung Quốc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thêm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Hoa Kỳ đồn trú tại Nhật Bản. Thưa quý vị, những năm gần đây, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của quân đội Hoa Kỳ đã được triển khai tới Tây Thái Bình Dương thường xuyên hơn, bao gồm các căn cứ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Guam, Tinian, Palau và Philippines. Những chiếc máy bay này hạ cánh một cách lặng lẽ tại các địa điểm khác nhau, sau đó lặng lẽ rời đi hoặc thay đổi địa điểm triển khai, khiến Bắc Kinh khó bề nắm bắt. Động thái này của quân đội Hoa Kỳ đang thể hiện sự nhanh nhẹn trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Họ cũng đang sử dụng các đợt triển khai phân tán theo kiểu thật giả khó phân biệt để gây nhầm lẫn cho Trung Quốc. Điều này đã giúp các máy bay chiến đấu này giảm nguy cơ bị tên lửa Trung Quốc tấn công. Các máy bay chiến đấu được Lầu Năm Góc công bố lần này sẽ được triển khai lâu dài tại Nhật Bản. 36 chiếc máy bay chiến đấu F-16 ban đầu được triển khai tại căn cứ không quân Mishawa ở Nhật Bản sẽ được thay thế bằng 48 chiếc F-35A và 48 chiếc F-15CD ban đầu được triển khai tại căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản cũng sẽ được thay thế bằng 36 chiếc F-15EX. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có 20 máy bay chiến đấu F-35B được triển khai tại căn cứ Iwakuni, Nhật Bản và chúng sẽ tiếp tục được triển khai và thay đổi luân phiên trong thời gian dài. Số lượng triển khai cũng sẽ được thay đổi. Chi phí cho kế hoạch nâng cấp lần này là hơn 10 tỷ USD và nó sẽ được thực hiện trong vòng vài năm tới. Mục đích của kế hoạch này là củng cố liên minh Mỹ-Nhật và tăng cường khả năng răn đe trong khu vực. 48 chiếc F-35A thay thế 36 chiếc F-16 tại căn cứ Mishawa được nâng cấp toàn diện thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Hơn nữa, số lượng cũng đã gia tăng. Căn cứ không quân Mishawa cách Đài Bắc khoảng 2.500 km và cách Bắc Kinh khoảng 2.100 km. Việc triển khai như vậy đã gợi cho mọi người nhớ đến tuyên bố của ông Donald Trump về kế hoạch ném bom Bắc Kinh. Một khi Trung Quốc bắt đầu cuộc chiến ở eo biển Đài Loan, 48 chiếc F-35A có thể chọn đi về phía Nam để hỗ trợ Đài Loan. Hoặc trước tiên, họ có thể chuyển đến căn cứ Kadena ở Okinawa, Nhật Bản. Các máy bay F-22 và F-35 từ Alaska đến chi viện có thể lấp đầy căn cứ không quân Mishawa và tiến hành triển khai phi tập trung. Các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 đến từ Alaska để tiếp viện cũng có thể trực tiếp đóng quân tại căn cứ Okinawa nhằm hỗ trợ Đài Loan ở cự ly gần. Ngoài ra, 48 chiếc F-35A tại Mishawa vẫn có phương án tấn công khác, đó chính là tấn công trực tiếp vào Bắc Kinh. Máy bay F-35A chỉ sử dụng thùng nhiên liệu bên trong, bán kính chiến đấu đã lên tới 1.239 km. Nếu mang theo thùng nhiên liệu phụ, phạm vi tác chiến của nó sẽ vượt quá 2.200 km. Nếu được tiếp nhiên liệu trên không gần Hàn Quốc hoặc là tiếp nhiên liệu trên mặt đất ở Hàn Quốc, khi đó nó cách Bắc Kinh chỉ khoảng 1.000 km. Có thể nói Bắc Kinh đã hoàn toàn rơi vào tầm ngắm. Nếu quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch tấn công Bắc Kinh, máy bay chiến đấu F-35A cũng có thể được triển khai trực tiếp từ Alaska tới Hàn Quốc. Thông báo mới nhất về việc triển khai F-35A của quân đội Hoa Kỳ đã mang đến nhiều khả năng khác nhau và mối đe dọa đối với Bắc Kinh ngày càng trở nên hiện thực hơn. Giờ đến lượt Trung Quốc đứng ngồi không yên. Chiến khu Bắc Bộ của Trung Quốc sẽ đi về đâu? Quân đội Hoa Kỳ có thể ném bom Bắc Kinh. Trung Quốc đã lo sợ điều này từ lâu. Sau khi tiêm kích J-20 đi vào hoạt động, lữ đoàn đầu tiên được triển khai ở thị trấn Vu Hồ, tỉnh An Huy
và lữ đoàn thứ 2 thì được triển khai ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Điều này cho thấy mối lo ngại của Bắc Kinh về cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ nhằm vào họ. Sau khi J-20 được sản xuất hàng loạt, chiến khu Đông Bộ là nơi nhận được nhiều tiêm kích J-20 nhất. Có điều chiến khu Đông Bộ ở thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông và thành phố Xích Phong ở Nội Mông cũng lần lượt được bổ sung những chiếc J-20, tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ thủ đô Bắc Kinh. F-35B của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bắt đầu được triển khai tại căn cứ Iwakuni, Nhật Bản vào năm 2017, nơi đây càng gần Bắc Kinh hơn. Chiến khu Bắc Bộ của Trung Quốc đã triển khai các máy bay J-20 ở thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, khả năng chủ yếu cố gắng đối phó với việc các máy bay F-35B của Mỹ bất ngờ tấn công các căn cứ hải quân ở Thanh Đảo và Đại Liên ở chiến khu Bắc Bộ từ Hoàng Hải. Căn cứ Iwakuni của Nhật Bản cách thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông chỉ khoảng 1.100 km. Chiến khu Bắc Bộ của Trung Quốc đã triển khai thêm tiêm kích J-20 ở thành phố Xích Phong, Nội Mông, trong nỗ lực bảo vệ Bắc Kinh từ phía Bắc, đồng thời cũng trông nom phía đông của Bắc Kinh. Vì máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của quân đội Hoa Kỳ có thể trực tiếp vượt qua không phận Triều Tiên và tấn công Bắc Kinh theo đường thẳng, khả năng phòng không của Triều Tiên yếu kém hơn. Một khi máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ vượt qua không phận Triều Tiên, e rằng là Bình Nhưỡng sẽ rất khó phát hiện được chúng. Ngoài việc ném bom Bắc Kinh, quân đội Mỹ còn có thể ném bom các căn cứ hải quân Thanh Đảo và Đại Liên, nhà máy đóng tàu Đại Liên và nhà máy đóng tàu Bột Hải tại thị trấn Hồ Lô Đảo. Nó cũng có thể ném bom nhà máy sản xuất máy bay Thẩm Dương, là nơi sản xuất những tiêm kích J-16 của Trung Quốc. Có quá nhiều mục tiêu ở chiến khu Bắc Bộ của Trung Quốc cần được bảo vệ, và các máy bay chiến đấu của không quân hiện đang được triển khai, thật khó để Trung Quốc đối phó với chúng. Chiến khu Bắc Bộ của Trung Quốc khả năng phải triển khai mỗi lữ đoàn J-20 ở bán đảo Liêu Đông và bán đảo Sơn Đông, cùng với khoảng 20 chiếc máy bay, cộng thêm một lữ đoàn J-20 ở thành phố Xích Phong, Nội Mông, với tổng số khoảng 30 chiếc. Quân đội Hoa Kỳ sẽ triển khai 48 chiếc F-35A tại căn cứ Mishawa, Nhật Bản, và có thể duy trì 20 chiếc F-35B tại căn cứ Iwakuni. Trong trường hợp chiếc J-20 của Trung Quốc có thể cạnh tranh với chiếc F-35, thì Hoa Kỳ sẽ ở thế bất lợi rõ ràng về số lượng. Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của quân đội Hoa Kỳ đồn trú ở Alaska sẽ tiếp tục đến tăng viện. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng triển khai F-35A tại căn cứ Mishawa và hiện đã nhận được ít nhất 38 máy bay. Nhật Bản tổng cộng đã đặt mua 147 chiếc, Hàn Quốc đã nhận được 40 chiếc F-35A. Sau khi đi vào biên chế, những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này rõ ràng là có thể nghiền nát chiến trường phía Bắc của Bắc Kinh. Không quân Mỹ cũng có ít nhất 363 chiếc F-35A, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thì có ít nhất 145 chiếc F-35B, C, Hải quân có ít nhất 45 chiếc F-35C, tổng cộng là đã ít nhất 553 chiếc. Tổng số máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đã vượt quá 731 chiếc. Một số máy bay này được triển khai ở tiền tuyến và một số được triển khai linh hoạt. Điều này đủ để tạo ra lợi thế trước Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ của Trung Quốc cũng đã bắt đầu triển khai tiêm kích J-16 ở bán đảo Liêu Đông và bán đảo Sơn Đông, nhưng cũng khó có thể cạnh tranh với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của quân đội Mỹ. Chiến đấu cơ J-11 càng khó có thể cạnh tranh được với đối phương, còn về J-10 và JH-7 thì chất lượng lại càng tệ hơn nữa. Một khi chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan, các chiến trường khác rõ ràng sẽ hỗ trợ cho chiến khu Đông Bộ. Hiện giờ tình thế đã có sự thay đổi, áp lực bảo vệ Bắc Kinh đối với chiến khu Bắc Bộ gia tăng. Điều này khiến chiến khu miền Bắc không những không thể hỗ trợ chiến khu miền Đông, mà còn cần được tăng cường phòng vệ khẩn cấp. Kế hoạch mới nhất của quân đội Hoa Kỳ thật sự đã khiến Trung Quốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trung Quốc khó mà vẹn toàn được cả eo biển Đài Loan và Bắc Kinh. Cựu Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump nói rằng, nếu ông tái đắc cử, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, quân đội Mỹ sẽ ném bom Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc hẳn đã rất sợ hãi, vậy nên không dám tấn công Đài Loan. Như vậy, sự răn đe đã phát huy tác dụng. Các máy bay F-35A của quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị đóng quân lâu dài tại căn cứ Mishawa ở Nhật Bản. Điều này sẽ hiện thực hóa biện pháp răn đe này và buộc Trung Quốc phải đánh giá lại kế hoạch tấn công Đài Loan của mình. Trung Quốc ưu tiên những chiếc máy bay chiến đấu tốt nhất cho chiến khu Đông Bộ. Hiện tại họ đang thành lập 4 lữ đoàn J-20, trên thực tế có thể là 4 đại đội với khoảng 40 máy bay. Cả hai chiến khu Bắc Bộ và chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc đều đang thành lập 3 lữ đoàn J-20, và thực tế thì mỗi lữ đoàn có thể có 3 đại đội,
mỗi đại đội có khoảng 30 máy bay. Cả chiến khu Trung Bộ và chiến khu Tây Bộ đều đang thành lập hai lữ đoàn J-20. Thực tế, mỗi mặt trận đều có ít nhất hai đại đội. Mỗi đại đội được trang bị khoảng 20 chiếc J-20. Sự phân phối của chiến đấu cơ J-16 nói chung cũng tương tự như vậy. Chiến khu Đông Bộ đang thành lập 4 lữ đoàn, chiến khu Bắc Bộ và chiến khu Nam Bộ thì đang thành lập 3 lữ đoàn, chiến khu Tây Bộ thành lập 2 lữ đoàn, chiến khu Trung Bộ vẫn chưa có. Mặt trận phía Đông vẫn giữ lại dòng máy bay Su-30, riêng số lượng J-11 và J-10 đã giảm đáng kể. Mỗi loại chỉ có một lữ đoàn và chúng được phân bổ nhiều hơn cho các mặt trận khác. Một khi chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan, máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của quân đội Hoa Kỳ sẽ đánh trận đầu. Máy bay F-15EX có tải trọng bom lên tới 13,4 tấn và có thể mang theo tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158 và tên lửa siêu thanh AGM-183. Hai dòng tên lửa này sẽ chủ yếu tấn công hạm đội Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc không chỉ muốn tranh giành ưu thế trên không trên eo biển Đài Loan, mà còn muốn đánh chặn máy bay chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ, nhưng lại không có đủ máy bay chiến đấu tiên tiến. Nếu muốn phân chia lực lượng để tranh giành không phận phía Tây Nam của Đài Loan hoặc eo biển Ba Sĩ, nguồn lực sẽ càng khó phân bổ hơn và chắc chắn sẽ cần đến sự hỗ trợ từ những chiến khu khác. Ngày nay, để ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ tấn công Bắc Kinh, lực lượng không quân ở chiến khu Bắc Bộ đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn và cũng cần điều động thêm J-20 và J-16. Trung Quốc rất khó đưa ra lựa chọn giữa việc tấn công Đài Loan với tất cả sức mạnh của mình hoặc ưu tiên bảo vệ Bắc Kinh. Thật khó để cân bằng cả hai. Nếu Trung Quốc phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan, Trung Nam Hải sẽ không sơ tán ngay lập tức. Nếu không, rủi ro chính trị sẽ quá lớn, bằng như chưa đánh đã sẵn sàng nhận thua. Ngay cả khi các quan chức cấp cao của Trung Quốc ẩn náu cho các hầm trú ẩn dưới lòng đất ở Bắc Kinh trong một thời gian dài, thông tin cũng có thể bị lọt ra ngoài. Các quan chức ở Bắc Kinh sẽ phải tháo chạy khắp nơi. Quan trường Trung Quốc có thể bị tê liệt. Khi đó, các quan chức cấp tỉnh, thành phố, trong đó có quân đội, lại càng khó kiểm soát hơn. Khi quân đội Nga tấn công Kyiv, truyền thông Trung Quốc đưa tin Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã bỏ trốn. Sau đó, ông Zelensky xuất hiện và tuyên bố sẽ không rời Kyiv. Có điều các nhà lãnh đạo cao tầng của Trung Quốc e rằng họ không có dũng khí lớn như vậy. Nếu F-35 thực sự thả bom ở Trung Nam Hải hoặc không kích các cơ quan chủ chốt của Trung Quốc như là tòa nhà Ủy ban quân sự, các sân bay, hàng không vũ trụ và mạng lưới, các đơn vị thông tin và Bộ Công Thương, an ninh quốc gia, thì những người cầm quyền hàng đầu của Trung Quốc sẽ hốt hoảng và không dám xuất hiện nữa. Mức độ hỗn loạn khi đó sẽ rất nghiêm trọng. Đây là điều chắc chắn. Có thể chính quyền Trung Quốc sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Ý nghĩa chính trị của cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Bắc Kinh còn lớn hơn nhiều. Dù cho kế hoạch chặt đầu có thành công hay không, nó đều có thể giải thể bộ máy quan liêu và dây chuyền chỉ huy của Trung Quốc một cách hiệu quả. Nếu máy bay ném bom B-2 thả một loạt bom xuống Trung Nam Hải, san bằng doanh đài, mọi người trong bộ máy ban chấp hành Trung ương Trung Quốc đều chạy tán loạn. Liệu khi đó còn ai sẵn sàng ra tiền tuyến nơi eo biển Đài Loan hay không? Đối với các nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, việc bảo vệ Bắc Kinh phải là ưu tiên hàng đầu. Thấy rằng Bắc Kinh và eo biển Đài Loan không thể vẹn toàn cả hai, tất nhiên, tốt nhất là không nên gây chiến. Lực lượng tên lửa của Trung Quốc cũng đang gặp rắc rối. Căn cứ quan trọng nhất của quân đội Hoa Kỳ ở Nhật Bản là Okinawa. Đây có thể là nơi đầu tiên ứng phó với cuộc chiến ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc phải có kế hoạch tấn công Okinawa từ sớm. Tên lửa Đông Phong 21 do lực lượng tên lửa triển khai ở Chiết Giang có thể tấn công thẳng vào Okinawa. Một số tên lửa Đông Phong 16 được triển khai dọc bờ biển Chiết Giang cũng có thể tấn công Okinawa. Vì vậy, quân đội Mỹ thỉnh thoảng chỉ triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 ở Okinawa. F-35B của quân đội Mỹ đã đóng quân tại căn cứ Iwakuni ở Nhật Bản và tên lửa Đông Phong 21 cũng có thể tấn công nó. Tên lửa Đông Phong 16 cần được triển khai tới bán đảo Sơn Đông mới có thể tấn công nó. Lực lượng tên lửa của Trung Quốc tấn công hai mục tiêu cùng lúc vẫn phải điều chỉnh lại việc triển khai. Điều này làm tăng đáng kể độ khó của việc tiến hành các cuộc tấn công bão hòa. Giờ đây, quân đội Hoa Kỳ đã triển khai máy bay chiến đấu F-35A ở căn cứ Mishawa, Nhật Bản, ở nơi xa hơn. Lực lượng tên lửa Trung Quốc buộc phải cân nhắc xem liệu có nên triển khai tên lửa tới vùng Đông Bắc và các khu vực gần Triều Tiên để chuẩn bị tấn công căn cứ thứ 3 của quân đội Hoa Kỳ hay không. Điều này còn khó khăn hơn. Nếu Trung Quốc đặt tên lửa gần bán đảo Triều Tiên, Triều Tiên và Hàn Quốc đều sẽ có phản ứng dữ dội và Nga cũng sẽ tức giận. Ảnh hưởng chính trị của nó khó mà lường trước được. Ngay cả khi Trung Quốc thực sự có thể triển khai tên lửa ở vùng Đông Bắc, các tàu và tàu ngầm Aegis của Mỹ có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk ở biển Nhật Bản.
để tấn công các căn cứ tên lửa của Trung Quốc và máy bay chiến đấu tàng hình của quân đội Hoa Kỳ, cũng có thể tiến hành các cuộc không kích. Các lữ đoàn và tiểu đoàn tên lửa của Trung Quốc sẽ luôn phải đối mặt với những vấn đề sống còn nghiêm trọng. Quân đội Mỹ có thể một mũi tên trúng ba con nhạn. Các máy bay F-35 của quân đội Hoa Kỳ đang đóng quân tại căn cứ Mishawa ở Nhật Bản. Sự thật thì không chỉ Bắc Kinh đang lo sợ. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã có chuyến thăm đến Triều Tiên và hai bên đã ký một thỏa thuận giống như là liên minh vậy. Kế hoạch mới nhất của quân đội Hoa Kỳ cũng có thể nhắm tới Triều Tiên và Nga. Triều Tiên rất lo sợ các cơ sở hạt nhân của mình sẽ bị tấn công bởi các cuộc không kích chung của Mỹ. Lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Jong-un cũng sợ chiến dịch chặt đầu. Chiến dịch chặt đầu là các cuộc tấn công có chọn lọc vào các mục tiêu là người có giá trị cao như là lãnh đạo của đối phương. Hệ thống phòng không của Triều Tiên là thứ không thể trông cậy được. Bản thân ông Kim Jong-un cũng biết rất rõ điều này. Máy bay F-35 của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản khiến khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên và chiến dịch xóa sổ đầu não nhằm vào nước này được gia tăng gấp bội, ngụ ý rằng họ sẽ không chấp nhận hành động tống tiền hạt nhân của Triều Tiên. Đây cũng là một biện pháp ngăn chặn lớn đối với Bình Nhưỡng. Căn cứ Mishawa của Nhật Bản gần thành phố Vladivostok của Nga hơn Triều Tiên, mà hạm đội Thái Bình Dương của Nga đóng quân ở đây. Các tàu chiến của Trung Quốc và Nga thỉnh thoảng tiến hành các cuộc tập trận chung và đã nhiều lần vượt qua eo biển giữa các đảo của Nhật Bản. Quân đội Hoa Kỳ đã gửi thêm những chiếc F-35 tới Nhật Bản cũng là để phòng bị cho tình huống xấu nhất. Hầu hết các máy bay chiến đấu chủ lực của quân đội Nga đều được triển khai gần biên giới Nga-Ukraine, khiến việc đối kháng với Mỹ và Nhật Bản ở Viễn Đông trở nên khó khăn. Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga miễn cưỡng lắm mới được gọi là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Các máy bay chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Nhật thì đã được nâng cấp đáng kể. Đây cũng là một biện pháp trong việc hãm chân Nga. Khi các máy bay chiến đấu F-35 tiếp tục được bàn giao, việc quân đội Hoa Kỳ sớm triển khai các máy bay chiến đấu ở Tây Thái Bình Dương để nâng cấp chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Điều này sẽ một lần nữa mở rộng lợi thế của họ trước Bắc Kinh. Tàu sân bay USS Washington của Hoa Kỳ sắp tiếp quản căn cứ thường trực của các tàu sân bay USS Reagan đang đóng ở Nhật Bản. Và các máy bay F-35C trong phi đội tàu sân bay khả năng cao sẽ đóng quân tại căn cứ Iwakuni của Nhật Bản. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng ngày càng có nhiều máy bay chiến đấu F-35B. Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc nếu không muốn bị lộ tẩy thì cách tốt nhất vẫn là tuyệt đối không bắn phát súng đầu tiên. Việc Mỹ triển khai thêm máy bay chiến đấu F-35A tới Nhật Bản và các động thái quân sự khác của Mỹ trong khu vực không chỉ gây áp lực lên Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, mà còn tạo ra những thách thức mới cho Bắc Kinh trong việc khiến các quốc gia nhỏ ngày càng có thể hiện rõ ràng quan điểm hợp tác với Mỹ chống Trung Quốc. Căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc này đang làm dấy lên nhiều lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Á, đe dọa đến hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Điều này chỉ có thể chấm dứt khi Trung Quốc từ bỏ kế hoạch xâm chiếm Đài Loan. Nhưng liệu ông Tập Cận Bình có từ bỏ tham vọng và giấc mộng Trung Hoa của mình? Thưa quý vị và các bạn, gần đây có một sự tương phản thú vị giữa hoạt động quân sự của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc liên tục nhấn mạnh việc tăng cường chỉnh đốn và huấn luyện chính trị trong quân đội, đặc biệt là thông qua Hội nghị Công tác Chính trị Quân sự ngày 20 tháng 6 và quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc ngày 10 tháng 7. Và như là một động thái đáp trả, ngay sau mỗi lần Trung Quốc tập trung vào công tác chính trị, Hoa Kỳ lại điều chỉnh vị trí của các tàu sân bay chủ lực của mình. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được chuyển đến Trung Đông vào ngày 21 tháng 6, còn tàu Ronald Reagan thì tiến vào Đông Thái Bình Dương vào ngày 10 tháng 7. Như vậy là trên bàn cờ chiến lược Mỹ-Trung, người ta đã thấy những nước đi đầy toan tính của cả hai bên. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện đó trong video ngày hôm nay. Tàu sân bay Mỹ lần nữa bỏ trống Tây Thái Bình Dương. Trong tình huống thông thường, quân đội Mỹ có ít nhất một tàu sân bay tuần tra ở Tây Thái Bình Dương. Cùng với tàu sân bay Ronald Reagan đồn trú ở Nhật Bản, Mỹ thường có hai tàu sân bay cùng thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Tây Thái Bình Dương, chủ yếu là để đối phó với những động thái có thể xảy ra của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, đồng thời cũng kiêm luôn khả năng răn đe chống lại Triều Tiên. Ngày 31 tháng 1 năm nay, tàu sân bay Theodore Roosevelt được triển khai tới Tây Thái Bình Dương và tàu Carl Vinson vốn được triển khai 4 tháng đã trở về nơi xuất phát sớm hơn. 4 ngày trước khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức Tổng thống Đài Loan vào ngày 16 tháng 5, tàu sân bay Reagan đã rời Nhật Bản và bắt đầu hành trình năm 2024 cùng với tàu sân bay Theodore Roosevelt, một ở phía Nam và một ở phía Bắc, lần lượt kiểm soát vùng biển ở cả hai đầu của Đài Loan.
Sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức thành công vào ngày 20 tháng 5, Trung Quốc đã tiến hành tập trận quân sự xung quanh eo biển Đài Loan từ ngày 22 đến 23 tháng 5. Quân đội Mỹ có thể đã thừa biết rằng Bắc Kinh chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi. Thay vào đó, hai tàu sân bay bắt đầu rời xa vùng biển Đài Loan, mỗi chiếc thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của mình. Từ ngày 17 đến 19 tháng 6, Trung Quốc đã tổ chức hội nghị công tác chính trị quân sự ở thành phố Diên An, Thiểm Tây. Ông Tập Cận Bình đã tham dự hội nghị và có bài phát biểu, yêu cầu tiếp tục tăng cường chỉnh đốn và huấn luyện chính trị, đảm bảo nòng súng luôn nằm trong tay những người trung thành và đáng tin cậy. Quân đội Trung Quốc đang bận rộn thanh trừng nội bộ, tạm thời không có tinh thần và sức lực để mà phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan. Hội nghị công tác chính trị quân sự của Trung Quốc vào ngày 20 tháng 6 một lần nữa khẳng định hiện trạng thật sự của quân đội hiện nay. Vì vậy, quân đội Mỹ có thể yên tâm điều chỉnh việc triển khai tàu sân bay. Ngày 21 tháng 6, Lầu Năm Góc thông báo tàu sân bay USS Eisenhower được triển khai ở Trung Đông gần 9 tháng đã trở về nơi xuất phát và nó được thay thế bằng tàu Roosevelt hiện đang hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Vào ngày 10 tháng 7, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đưa ra quyết định đẩy mạnh hơn nữa việc điều chỉnh và huấn luyện chính trị trong quân đội. Lúc này thì hạm đội tàu sân bay Roosevelt đã tiến vào Ấn Độ Dương từ Biển Đông và hướng tới Trung Đông. Còn tàu sân bay Reagan thì cũng tiến tới Đông Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ tạm thời không có tàu sân bay nào ở Tây Thái Bình Dương và chỉ có một tàu đổ bộ tấn công hiện đại nhất của họ là USS America. Quân đội Trung Quốc đấu đá nội bộ khiến Mỹ càng yên tâm hơn. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 6, Trung Quốc đã công khai thông báo về tình huống xử lý hai cựu bộ trưởng quốc phòng là ông Lý Thượng Phúc và ông Ngụy Phượng Hòa. Tình cờ đã lộ tẩy bí mật. Vào ngày 9 tháng 7, Phó chủ nhiệm Ban Chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc là ông Hà Hồng Quân bất ngờ được đặc cách thăng cấp quân hàm thượng tướng. Vào ngày 10 tháng 7, Ủy ban quân sự của Trung Quốc đã công bố quyết định đẩy mạnh hơn nữa công tác điều chỉnh và huấn luyện chính trị trong quân đội, yêu cầu liên tục chấn chỉnh tư duy và chấn chỉnh nhân sự một cách sâu rộng để tạo ra những cán bộ trung thành và trong sạch. Đây phải được coi là một nhiệm vụ chính trị nghiêm túc và lớn lao. Vào ngày 18 tháng 7, vào cuối phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Trung ương Trung Quốc, cựu tư lệnh lực lượng tên lửa là ông Lý Ngọc Siêu và cựu tham mưu trưởng lực lượng tên lửa là ông Tôn Kim Minh cũng bị khai trừ khỏi đảng. Một loạt hành động chính trị của quân đội Trung Quốc đã chứng minh tình trạng hỗn loạn vẫn đang tiếp diễn. Rất có thể còn có một lượng lớn sĩ quan bị ngã ngựa trong thời gian tới. Nội bộ quân đội Trung Quốc đang trong tình cảnh khá rối ren, thật khó để có tâm trạng phát động chiến tranh trong thời điểm này. Thế nhưng mà đây lại là tin tốt cho quân đội Mỹ, nguy cơ xung đột giảm bớt, Mỹ có thể hạ thấp mức độ sẵn sàng chiến đấu ở Tây Thái Bình Dương. Bởi xét cho cùng, chi phí vận hành trung bình hàng ngày của một tàu sân bay tầm 6 đến 8 triệu đô la Mỹ, mỗi tàu sân bay sau khi triển khai được 6 tháng cần được bảo trì. Và điều này cũng hết sức tốn kém. Việc Lầu Năm Góc chuyển một tàu sân bay từ Tây Thái Bình Dương sang Trung Đông là điều hợp lý. Tuy nhiên, việc đều hai tàu sân bay rời khỏi Tây Thái Bình Dương trong cùng một lúc xem ra cũng khá táo bạo. Hạm đội tàu sân bay của quân đội Mỹ cải tổ triệt để, chuẩn bị cho kỳ bầu cử tổng thống. Cảnh biển ở eo biển Đài Loan rất phức tạp. Nơi đây có gió đông bắc thổi mạnh vào mùa đông và gió tây nam mạnh vào mùa hè. Sóng to gió lớn, thỉnh thoảng lại còn có bão. Trung Quốc có những lựa chọn hạn chế về thời gian để lên kế hoạch tấn công Đài Loan. Trước sau ngày 20 tháng 5, Trung Quốc chỉ tiến hành các cuộc diễn tập mang tính chính trị. Thời điểm nguy hiểm tiếp theo được cho là vào khoảng thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ. Tất nhiên, quân đội Mỹ nhận thức được những rủi ro có thể xảy đến, nên từ sớm thì họ đã có sự chuẩn bị. Hiện tại, trong số 11 tàu sân bay của Mỹ thì có một chiếc đang được đại tu giữa kỳ. Trong số 10 chiếc, mỗi bên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương sẽ có 5 chiếc. Tàu USS Washington đã đi vòng qua châu Nam Mỹ và từ Đại Tây Dương tiến vào Thái Bình Dương. Hiện nay thì có 4 tàu sân bay của quân đội Mỹ ở bên phía Đại Tây Dương và 6 tàu sân bay ở bên phía Thái Bình Dương. 4 tàu ở bên phía Đại Tây Dương bao gồm Eisenhower, Truman, Bush và Ford. Còn 6 tàu ở phía Thái Bình Dương bao gồm Nimitz, Carvinson, Theodore Roosevelt, Lincoln, Washington và Reagan. Bên phía Đại Tây Dương, tàu sân bay Ford và Eisenhower gần đây đã lần lượt được triển khai tới Địa Trung Hải và Trung Đông, khả năng không thể trở lại eo biển Đài Loan trong năm nay. Tàu sân bay Truman và Bush thì chưa chuẩn bị sẵn sàng và tạm thời vẫn chưa thể điều động ngay được. Vì vậy, Lầu Năm Góc đã huy động tàu sân bay Roosevelt đang ở Tây Thái Bình Dương tới Trung Đông.
Dự kiến khi tàu Truman sẵn sàng, nó có thể thay thế cho tàu sân bay ở bên phía Đại Tây Dương. Riêng tàu Roosevelt có thể đi qua Biển Đông và Thái Bình Dương, rồi quay trở lại Hoa Kỳ. Nếu phát hiện Trung Quốc thật sự có bất kỳ thay đổi nào, thì tàu Roosevelt có thể triển khai mở rộng ở Biển Đông. Tàu Carl Vinson đang tham gia tập trận quân sự đa quốc gia quanh Thái Bình Dương ở Hawaii và sau đó có thể được triển khai tới Tây Thái Bình Dương. Ngoài ra, tàu Nimitz, Lincoln và Washington đều đang túc trực ở bờ biển phía Tây nước Mỹ. Tàu sân bay Reagan đã tiến vào Đông Thái Bình Dương và có thể quay trở lại Tây Thái Bình Dương bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh hiện tại, quân đội Mỹ có thể triển khai cùng lúc 5 tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương. Nếu tàu Roosevelt quay trở lại Biển Đông từ Trung Đông, sẽ có 6 tàu sân bay Mỹ trong trường hợp cao nhất. Cuộc bầu cử ở Mỹ đang đến gần và quân đội Mỹ sẵn sàng đối phó với những rủi ro mà eo biển Đài Loan có thể gặp phải trong giai đoạn này. Sau khi ông Donald Trump bị bắn, dự kiến quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cảnh giác với Trung Quốc. Tàu Sơn Đông chớp thời cơ điều động, quân đội Mỹ để lại phương án dự phòng. Thưa quý vị, hai tàu sân bay Mỹ rời Tây Thái Bình Dương, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã ngay lập tức thừa cơ ra khơi. Sáng sớm ngày 9 tháng 7, tàu Sơn Đông vượt qua eo biển Balintang gần Philippines và từ Biển Đông tiến vào Thái Bình Dương, rồi lại quay trở về địa điểm xuất phát vào ngày 19 tháng 7. Tàu Sơn Đông nhân lúc tàu sân bay Mỹ rời đi đã nhanh chóng đi ra ngoài đi dạo. Ban đầu chỉ có một tàu khu trục Type 055 và một tàu 052D, cũng như là một khinh hạm 054A. Trang bị nhìn có vẻ hơi mỏng. Sau đó có một tàu tiếp tế và hai tàu khu trục tham gia. Có thể chúng được điều động quá vội vàng. Tàu tiếp tế có tốc độ tối đa 25 hải lý trên giờ và đành phải đến muộn. Những cuộc tập trận như vậy vẫn thiếu giá trị thực tế. Nếu Trung Quốc thực sự chuẩn bị phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan, thì tàu Sơn Đông và một số tàu khu trục nhỏ sẽ đến Thái Bình Dương trước. Một khi chiến tranh bắt đầu, người ta ước tính rằng các tàu tiếp tế và tàu khu trục tiếp theo sẽ gặp khó khăn khi vượt qua eo biển Ba Sĩ hoặc eo biển Balintang. Có thể quân đội Mỹ không cần tấn công, tàu sân bay Sơn Đông sẽ tê liệt vì thiếu nhiên liệu. Nếu không muốn bị đánh chìm, chỉ còn cách đầu hàng mà thôi. Dù hạm đội tàu sân bay Mỹ đã tạm thời bỏ trống Tây Thái Bình Dương, nhưng tàu Carl Vinson đang ở Hawaii. Nếu trong trường hợp khẩn cấp thì có thể nhanh chóng tới vùng biển Philippines. Cùng tham gia tập trận vành đai Thái Bình Dương với tàu sân bay Carl Vinson, còn có tàu tuần dương lớp Ticonderoga và 6 tàu khu trục lớp Buck. Các máy bay chiến đấu F-22 của quân đội Mỹ đang tham gia cuộc tập trận không chiến đa quốc gia Pitch Black 2024 tại Australia. Các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Mỹ cũng có thể được điều động từ Alaska đến Nhật Bản, Guam và các căn cứ khác tại bất cứ lúc nào. Máy bay ném bom B-52, B-1B và B-2 có thể tới chiến trường Tây Thái Bình Dương trong vòng 24 giờ. Và rõ ràng là Trung Quốc hoàn toàn không có cơ hội tận dụng. Khi tàu sân bay Sơn Đông ra khơi, lực lượng không quân Trung Quốc đã được điều động quy mô lớn ở eo biển Đài Loan để tiến hành các cuộc tập trận phối hợp mô phỏng. Quân đội Đài Loan thông báo, từ 6 giờ ngày 9 tháng 7 đến 6 giờ ngày 10 tháng 7, họ đã phát hiện tổng cộng 35 máy bay, trong đó có 26 máy bay bay vượt qua đường trung tâm eo biển và đi vào không phận Tây Nam và Đông Nam, và tổng cộng 8 tàu chiến. Sáng ngày 10 tháng 7, Trung Quốc đã điều động 37 máy bay chiến đấu chủ lực và máy bay yểm trợ. Chúng gồm có chiến đấu cơ J-16, H-6, KJ-500 và máy bay không người lái. Trong số đó có 36 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến và tuyến đường mở rộng của nó, rồi đi qua không phận phía Nam và không phận phía Đông Nam Đài Loan đến Tây Thái Bình Dương để phối hợp với tàu Sơn Đông thực hiện huấn luyện chung trên biển và trên không. Từ 6 giờ sáng ngày 10 tháng 7 đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 7, Trung Quốc đã điều động tổng cộng 66 máy bay chiến đấu, trong đó có 56 máy bay vượt qua đường trung tuyến của eo biển và đi vào không phận phía Bắc, Tây Nam và Đông Nam, cùng với 7 tàu chiến ở eo biển Đài Loan. Bản đồ đường bay do quân đội Đài Loan công bố cho thấy máy bay xâm nhập vào không phận phía Bắc cách thành phố Cơ Long của Đài Loan khoảng 72 dặm. Máy bay xâm phạm không phận phía Tây Nam và Đông Nam của eo biển Đài Loan, lần lượt cách mũi Nga Loan, mũi cực Nam của hòn đảo Đài Loan khoảng 91 dặm, 58 dặm và 33 dặm. Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố, quân đội nước này đã sử dụng máy bay, tàu và hệ thống tên lửa trên bờ để theo dõi và ứng phó chặt chẽ. Bộ đã công bố sơ đồ các hoạt động của quân đội Trung Quốc trên không phận xung quanh eo biển Đài Loan. Những ngày sau đó, máy bay quân sự Trung Quốc vẫn tiếp tục được điều động. Hạm đội Trung Quốc một lần nữa đi qua eo biển hẹp giữa các đảo của Nhật Bản. Các tàu khu trục Trung Quốc cũng tiến xa tới tận biển Bering và tiến vào vùng đặc quyền kinh tế gần quần đảo Aleutian của Mỹ. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7,
Tổng cộng 7 tàu chiến Trung Quốc và Nga đã tiến hành tập trận chung ở Biển Đông. Từ ngày 8 đến 19 tháng 7, địa điểm huấn luyện quân đội chung của Trung Quốc và quân đội Belarus chỉ cách biên giới giữa Belarus và Ba Lan vài km, tức là chỉ cách biên giới với NATO vài km. Chiến tranh Nga-Ukraine đang lên men, hành động này của Trung Quốc cũng bằng như là khiêu khích NATO. Hơn nữa, nó lại diễn ra ngay đúng thời điểm khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO. Điều này khiến ngoại giới nghi ngờ liệu quân đội Trung Quốc có sẵn sàng tham gia chiến trường Nga-Ukraine hay không. Tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh NATO đã mạnh mẽ răn mặt Trung Quốc. Hợp tác giữa NATO và các đồng minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc và các máy bay chiến đấu của Anh, Đức, Pháp và các nước khác thường xuyên tham gia các cuộc tập trận ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trung Quốc đang tự loạn trận trước, rơi vào tình thế chiến lược khó xử mới. Vào tháng 6, tàu sân bay Cavour của Ý bắt đầu đợt triển khai kéo dài 5 tháng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đến ngày 8 tháng 7, nó xuất hiện ở Biển Đông để tập trận chung với tàu chiến Mỹ. Vào thời điểm này, tàu sân bay Sơn Đông đang rời Biển Đông và đi hướng tới Thái Bình Dương. Tàu sân bay Ý mang theo máy bay chiến đấu F-35B, tiêm kích J-15 trên tàu sân bay của Trung Quốc, rõ ràng không phải là đối thủ. Sách trắng quốc phòng năm 2024 của Nhật Bản đã tiết lộ số tên lửa Đông Phong 21 của lực lượng tên lửa Trung Quốc đã giảm mạnh. Tên lửa Đông Phong 26 và Đông Phong 17 được gia tăng, nhưng vẫn không bù đắp được khoản thiếu hụt. Điều này có nghĩa là Trung Quốc không có đủ kho tên lửa tầm trung thông thường và có thể không thể phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan trong tương lai gần. Sau chỉnh đốn và huấn luyện chính trị quy mô lớn và phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc còn có thể có những màn đấu đá nội bộ sâu sắc hơn ở Bắc Đới Hà, e rằng chẳng có thời gian để tính đến các cuộc tấn công vào Đài Loan. Khắp Trung Quốc chìm trong lũ lụt và binh lính của họ nhiều khả năng sẽ phải thực hiện các hoạt động cứu hộ theo đợt, khiến việc huy động quy mô lớn trở nên khó thực hiện hơn. Quân đội Hoa Kỳ có mọi lý do để điều chỉnh mức độ sẵn sàng chiến đấu vào thời điểm này. Các tàu sân bay đã bắt đầu di chuyển. Dù quân đội Trung Quốc có hư trương thanh thế đến đâu, họ cũng không thể che giấu được điểm yếu thực chất của mình. Thưa quý vị và các bạn, những động thái quân sự gần đây của Trung Quốc và Hoa Kỳ phản ánh một cuộc cạnh tranh chiến lược phức tạp và căng thẳng. Trong khi Trung Quốc tập trung vào việc giải quyết các mâu thuẫn nội bộ và củng cố lòng trung thành trong quân đội, Hoa Kỳ thể hiện khả năng linh hoạt và sức mạnh quân sự trong việc phát triển các vũ khí tối tân. Những diễn biến này cho thấy một tương lai đầy thách thức và tiềm ẩn xung đột trong khu vực. Tương lai của khu vực và thế giới phụ thuộc vào những lựa chọn mà các nhà lãnh đạo đưa ra trong thời điểm quan trọng này. Thưa quý vị, tên lửa Standard Missile 6 SM-6 là một loại tên lửa đánh chặn đa năng tiên tiến được phát triển bởi Raytheon cho Hải quân Hoa Kỳ. Nó là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa SM, được thiết kế để đối phó với nhiều loại mối đe dọa trên không, trên biển và trên đất liền. SM-6 có khả năng đánh chặn nhiều loại mục tiêu, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và thậm chí là cả tàu chiến trên mặt nước. Với tầm bắn lên tới hơn 400 km, SM-6 cho phép Hải quân Hoa Kỳ mở rộng phạm vi phòng thủ và tấn công. SM-6 sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp giữa radar chủ động, quán tính và liên kết dữ liệu, giúp tăng độ chính xác và khả năng đánh chặn mục tiêu. SM-6 được trang bị công nghệ đánh chặn tên lửa đạn đạo tiên tiến, giúp bảo vệ tàu chiến và các tài sản quan trọng khác khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời được nâng cấp liên tục để cải thiện hiệu suất và khả năng đối phó với các mối đe dọa mới. SM-6 đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Hải quân Hoa Kỳ. Nó được triển khai trên các tàu chiến mặt nước như là tàu khu trục và tàu tuần dương, cung cấp khả năng phòng thủ đa lớp chống lại các mối đe dọa trên không và trên biển. Hải quân Mỹ lần đầu tiên chính thức thừa nhận tên lửa phóng từ trên không SM-6 đã được đưa vào biên chế hải quân. Tên lửa này gần đây cũng đã xuất hiện trên máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet của Hải quân Hoa Kỳ và tham gia cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương 2 năm một lần. Số hiệu chính thức của tên lửa này được gọi là AIM-174, trong khi số hiệu chính thức của tên lửa SM-6 là RIM-174. Trong tên gọi của Hải quân Hoa Kỳ, AAM là viết tắt của Air-to-Air Missile, nghĩa là tên lửa đánh chặn trên không. Vì vậy, xét từ con số, điều này cho thấy đây là một tên lửa không đối không. Và trong video hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sức mạnh của loại tên lửa chứ danh này. SM-6 có thể giống như một quả bom, ba công dụng.
Mới đây, một nhiếp ảnh gia người Mỹ đã phát hiện ra một chiếc FA-18F tại căn cứ Hickam ở Hawaii. Nó thuộc phi đội tiêm kích tấn công số 192. Số hiệu của tên lửa mang trên máy bay là NAIM-174B. Thân tên lửa được sơn màu xám, nghĩa là tên lửa có đầu đạn trợ, nghĩa là không gắn chất nổ, và chữ N tiền tố cho biết những tên lửa này đã được sửa đổi đặc biệt để thử nghiệm đặc biệt. Trên thực tế, máy bay Super Hornet mang tên lửa 0-0SM6 để thử nghiệm đã xuất hiện cách đây 6 năm. Khi đó, tờ Aviation Daily của Mỹ đã có được một bức ảnh. Trong ảnh là một chiếc FA-18F Super Hornet với một tên lửa 0-0SM6 gắn trên cột bên cánh trái. Tên lửa SM6 được phát triển vào năm 2004, bắt đầu bắn thử vào năm 2007, bắt đầu sản xuất lần đầu vào năm 2009. Năm 2013, Hải quân Hoa Kỳ thông báo rằng tên lửa này có khả năng tác chiến ban đầu. Đây là tên lửa đa năng của Mỹ. Nó có thể được sử dụng cho 3 mục đích. Đầu tiên là phòng không, đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình. Tên lửa SM-6 sử dụng phương pháp dẫn đường tổng hợp, gồm dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh lệch đầu cuối và radar chủ động và thụ động đầu cuối. Vào tháng 2 năm nay, Mỹ lần đầu tiên sử dụng tên lửa SM-6 trong chiến đấu thực tế. Ngày 1 tháng 2, tàu USS Carney đã sử dụng để đánh chặn một tên lửa đạn đạo chống hạm do lực lượng vũ trang Houthi phóng ở vịnh Aden. Trong những tháng tiếp theo, Mỹ liên tục sử dụng SM-6 để đánh chặn tên lửa hành trình do lực lượng vũ trang Houthi phóng đi. Công dụng thứ hai của nó là chống hạm. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2016, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm chống hạm của SM-6. Tàu khu trục lớp Arleigh USS John Paul Jones được trang bị hệ thống Aegis đã đánh chìm một tàu khu trục lớp Perry bằng cách sử dụng SM-6 ở Hawaii. Điều này cho thấy tên lửa SM-6 có thể thay thế hoàn toàn tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ, tiến hành các cuộc tấn công tầm xa chống lại tàu chiến của đối phương trong phạm vi từ 400 đến 500 km. Chức năng thứ ba của nó là tên lửa 0-0. Tên lửa SM-6 sử dụng đầu dò radar chủ động của tên lửa 0-0 AIM-120. Thiết kế thân tên lửa vẫn tuân theo SM-2. Vì vậy, mặc dù là tên lửa phòng không, nhưng thực tế nó có khả năng tác chiến 0-0 tương đương với AIM-120. Điều chúng tôi tập trung giới thiệu với quý vị hôm nay là hiệu suất 0-0 của tên lửa SM-6. SM-6 biến thân thành tên lửa đạn đạo 0-0. Một số người có thể nghĩ Mỹ đã có đủ loại vũ khí 0-0, tại sao giờ họ lại đưa SM-6 lên máy bay? Việc biến SM-6 thành tên lửa 0-0 có ý nghĩa gì đối với không quân Hoa Kỳ? Có hai lợi ích chính. Đầu tiên là tầm bắn. Tên lửa này có tầm bắn xa hơn các tên lửa 0-0 phổ biến hiện nay của Mỹ. Có nhiều phiên bản khác nhau của phạm vi tối đa của nó. Tuyên bố chính thức từ Mỹ là 240 km, nhưng nhiều báo cáo khác nhau đã đề cập rằng tầm bắn tối đa của tên lửa này có thể đạt tới 370 km. Chúng ta hãy xem báo cáo này của Navy News cho thấy tầm bắn tối đa của tên lửa SM-3 có thể đạt tới 460 km. Nhưng chúng ta phải chú ý một điều, tầm bắn này được phóng từ tàu chiến, bay từ dưới lên và dùng để đánh chặn tên lửa hoặc máy bay. Nếu đặt một tên lửa như vậy lên máy bay và phóng đi, tên lửa không cần nhiều năng lượng để leo lên. Điều này có nghĩa là tầm bắn của tên lửa SM-6 khi chuyển thành tên lửa 0-0 sẽ được tăng lên rất nhiều mà không cần thay đổi thiết kế thân của nó. Theo phân tích của giới truyền thông, nếu tầm bắn của tên lửa này là 460 km, thì nếu nó được phóng từ máy bay, tầm bắn sẽ dễ dàng đạt tới khoảng 600 km. Loại tên lửa được sử dụng phổ biến hiện nay ở Mỹ là tên lửa 0-0 AIM-120B, có tầm bắn chỉ là 180 km. Ngoài ra, AIM-260, loại tên lửa đang được Mỹ phát triển, có tầm bắn xa hơn và được cho là có thể đạt tầm bắn hơn 400 km, nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Nói cách khác, nếu tên lửa SM-6 được đưa lên máy bay, tầm bắn của nó sẽ gấp đôi, thậm chí nhiều hơn so với các tên lửa 0-0 tầm trung hiện đang được Mỹ trang bị. Vâng, đến đây thì một số người có thể thắc mắc rằng liệu tầm bắn của tên lửa SM-6 có thực sự xa đến vậy? Tất nhiên là có thể, vì kích thước hình học của chúng khác nhau. AIM-120 có chiều dài chỉ là 3,65m, đường kính 178mm, và trọng lượng chỉ khoảng 161kg. Hãy xem dữ liệu của tên lửa SM-6. Chiều dài của nó đạt tới 6,6m, gấp đôi so với AIM-120. Đường kính của nó là 530mm, gấp 3 lần so với AIM-120. Và trọng lượng của nó đạt tới 1.497kg, gấp 10 lần so với AIM-120. SM-6 nặng hơn rất nhiều so với tên lửa AIM-120 và phần lớn là trọng lượng của nhiên liệu, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi tầm bắn đã tăng lên. Vì vậy, xét từ kích thước và trọng lượng của nó, không có gì đáng ngạc nhiên
khi nó có tầm bắn tới 460 km, tầm bắn hơn 600 km cũng là phù hợp logic mà thôi. Chúng ta biết rằng trong vài năm qua, Trung Quốc đã liên tục phát triển tên lửa không đối không huyền thoại PL-15 có tầm bắn 300 km. Bắc Kinh chưa bao giờ chính thức xác nhận điều đó, chỉ lưu truyền trong những tin đồn mà thôi. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, đối diện với những sự uy hiếp về máy bay chiến đấu của Trung Quốc, Mỹ có thể được trang bị một tên lửa có tầm bắn xa hơn. Sau khi Mỹ trang bị SM-6, hoàn toàn có thể phóng và bắn hạ tiêm kích J-20 hoặc là J-16 trước khi mà tiêm kích Trung Quốc tìm thấy tiêm kích Mỹ. Thế nhưng mà SM-6 có một khuyết điểm chết người, đó là nó quá lớn và nặng. Tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ chỉ nặng khoảng 680 kg, bằng một nửa trọng lượng của SM-6. Chiều dài của nó cũng quyết định rằng một tên lửa như vậy không thể đặt trong khoang chứa bên trong của máy bay chiến đấu tàng hình. Dù là máy bay chiến đấu F-22 hay là F-35 đều không thể sử dụng và mang theo SM-6 trong điều kiện tàng hình. Hiện tại có vẻ như những chiếc phù hợp nhất để sử dụng SM-6 là FA-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ và các máy bay chiến đấu F-15, F-16 của Không quân Mỹ. Nhưng có một vấn đề xảy ra là nếu tầm bắn tối đa của tên lửa SM-6 đạt tới 600 km, thì rất có thể tầm phát hiện của radar của máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet hay F-16 không xa đến thế. Vậy là tầm bắn của tên lửa sẽ bị lãng phí. Trên thực tế thì Hoa Kỳ đã có giải pháp. Sử dụng tên lửa không đối không SM-6. Kịch bản sử dụng SM-6 phải như thế này: máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ cùng với máy bay cảnh báo sớm hoạt động chung. Radar của máy bay cảnh báo sớm và hệ thống cung cấp năng lượng của F-35 có thể phát hiện ra máy bay chiến đấu Trung Quốc, dù là J-20 hay là J-16, ở cách xa hàng trăm km. Ở khoảng cách xa như vậy, tiêm kích F-35 không có cách nào phóng AIM-120 để đánh chặn. Tuy nhiên, Mỹ từ lâu đã hiện thực hóa một công nghệ như là phóng A và dẫn đường B. Nói một cách đơn giản, tên lửa do máy bay A phóng đi sẽ được giao cho máy bay chiến đấu B để dẫn đường. Mặc dù máy bay chiến đấu FA-18F Super Hornet không phát hiện được mục tiêu, nhưng nó có thể nhận được thông tin và định hướng mục tiêu do máy bay cảnh báo sớm hoặc máy bay chiến đấu F-35 gửi về. FA-18F có thể phóng SM-6 có tầm bắn hơn 600 km và đánh chặn. Nhiệm vụ của máy bay chiến đấu F-18 đã kết thúc và nó sẽ bị bỏ lại sau khi phóng. Trong quá trình bay, tên lửa sẽ nhận được chỉ dẫn từ máy bay chiến đấu F-35 hoặc là máy bay cảnh báo sớm, điều chỉnh quỹ đạo và cuối cùng đánh trúng mục tiêu. Bằng cách này, Không quân Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng bắn hạ máy bay chiến đấu của Trung Quốc ở cách xa 500 km, trong khi máy bay chiến đấu của Trung Quốc không thể chống trả và thậm chí không thể phát hiện ra sự hiện diện của máy bay chiến đấu Mỹ. Theo báo cáo của US Navy News, chiếc đầu tiên được trang bị SM-6 sẽ là FA-18 Super Hornet gắn trên tàu sân bay USS Covington. Đây cũng là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-35A. Nói cách khác, việc Hải quân Hoa Kỳ sử dụng chung các máy bay chiến đấu F-35, FA-18 và SM-6 chính là kế hoạch tác chiến của họ và đã được thực hiện. Tàu sân bay Covington đã được triển khai ở khu vực Thái Bình Dương và thường xuyên đến Đài Loan trong 6 tháng qua, chẳng hạn như việc tham gia các cuộc tập trận chung ở biển Philippines. Mục tiêu của nó đương nhiên là nhắm vào Trung Quốc. Qua kịch bản ứng dụng này, chúng ta thấy rằng các hoạt động trong tương lai sẽ là hoạt động có hệ thống. Máy bay chiến đấu FA-18 có những ưu nhược điểm riêng, còn máy bay chiến đấu F-35 cũng có ưu điểm, nhược điểm riêng, nhưng chúng được tích hợp thông qua nhiều công nghệ khác nhau. Bằng cách hình thành hệ thống chiến đấu, phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu, chúng ta có thể đạt được hiệu quả trăm bước xuyên thủng kẻ thù và giết chết kẻ thù chỉ bằng một đòn từ xa hàng nghìn dặm. Tên lửa không đối không SM-6 sẽ tăng đáng kể tầm tấn công của Không quân Mỹ, trong khi J-16 và J-20 của Trung Quốc có thể sẽ chỉ trở thành mục tiêu của Không quân Mỹ mà thôi. Tiêm kích phổ biến nhất thế giới F-16 vẫn có uy lực mạnh mẽ. Máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon được thử nghiệm lần đầu tiên cách đây 50 năm vẫn là lực lượng trung kiên của Không quân Hoa Kỳ, cũng là loại máy bay chiến đấu được hoan nghênh nhất thế giới. F-16 đi tiên phong trong công nghệ mới và vẫn là máy bay chiến đấu có chức năng mạnh mẽ, khả năng tiết kiệm chi phí và đang không ngừng tiếp tục được nâng cấp. F-16 đã trở thành hình mẫu cho máy bay thế hệ thứ tư. Giữ một máy bay chiến đấu tiền tuyến hoạt động chứ chưa nói đến sản xuất trong 50 năm không phải là việc dễ dàng. Nhưng F-16 đã bay hơn 50 năm kể từ chuyến bay đầu tiên vào đầu năm 1974. Hiện tại, 4.500 chiếc đã được bán và vẫn còn 3.100 chiếc đang hoạt động, trải rộng trên 25 quốc gia và khu vực, từ Na Uy đến Chile, từ Maroc đến Đài Loan.
Vào năm 2023, Không quân Hoa Kỳ có hơn 800 chiếc F-16 đang hoạt động, nên nó xứng đáng với danh hiệu máy bay chiến đấu được yêu thích nhất thế giới. F-16 được thiết kế như là một máy bay chiến đấu trên không nhỏ, nhẹ và cực kỳ nhanh nhẹn, ngày càng đảm nhận nhiều vai trò, từ tấn công mặt đất đến trinh sát chống hạm và săn ảnh, cho đến săn lùng các bệ phóng tên lửa đất đối không. Kể từ năm 2015, nó là máy bay cánh cố định quân sự có số lượng nhiều nhất thế giới. F-16 không chỉ thống trị thị trường máy bay chiến đấu quân sự, mà còn cách mạng hóa cách thiết kế máy bay quân sự, củng cố vị trí của nó trong lịch sử hàng không. Một cách tiếp cận mới trong không chiến, F-16 đại diện cho một sự thay đổi cơ bản trong triết lý thiết kế máy bay chiến đấu. Phóng viên hàng không và cựu chiến binh quân đội Hoa Kỳ Alex Hollins đã nói với Business Insider như vậy. Ông nói, triết lý mới này thừa nhận rằng chiến đấu không đối không, thường được gọi là không chiến, không phải là một nghệ thuật mà là một môn khoa học có thể định lượng, đòi hỏi máy bay phải trao đổi động năng và thế năng một cách hiệu quả để đạt được khả năng cơ động tối ưu. Vì thế, để thực hiện nhanh hơn, càng có kỹ năng đặc biệt và động cơ tiết kiệm năng lượng hơn, F-16 được thiết kế để trở thành máy bay không ổn định về mặt khí động học đầu tiên, đạt được khả năng cơ động nhanh hơn, nhào lộn trên không nhiều hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Điều này làm cho nó cực kỳ linh hoạt và thậm chí có thể hoàn thành các thao tác với trọng lượng 9G, gấp 9 lần trọng lực khi được nạp đầy nhiên liệu. Để giúp phi công tỉnh táo khi quay vòng ở tốc độ cao, ghế trong buồng lái của F-16 được ngả ra sau, giúp giảm thiểu một số tác động lên phi công. Tuy nhiên, để kiểm soát sự mất ổn định này mà không yêu cầu phi công phải liên tục quản lý các bề mặt điều khiển của máy bay, cần có một cải tiến khác, hệ thống thao tác máy Telex. Trước đó, các phi công chiến đấu đã sử dụng điều khiển thủ công để quản lý việc điều khiển máy bay. Những điều này không khả thi nếu máy bay không ổn định và yêu cầu phi công phải liên tục điều chỉnh thủ công. Vì vậy, nó đã được lắp đặt hệ thống fly-by-wire để quản lý việc điều khiển máy bay thông qua máy tính điều khiển chuyến bay. Hollins nói, trong thời đại mà máy bay chiến đấu chỉ là công cụ được phi công sử dụng, hệ thống điều khiển bay của F-16 thể hiện sự kết hợp giữa kỹ năng phi công và khả năng kỹ thuật, từ đó đã trở thành xu hướng chủ đạo trong thiết kế máy bay chiến đấu. F-16 ban đầu được chế tạo nhằm mục đích chiếm ưu thế trên không. Từ năm 1981, nó đã hoạt động như một máy bay chiến đấu đa năng, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tác chiến điện tử và hỗ trợ không đối đất. Mặc dù đã trải qua thời gian phục vụ lâu dài, nhưng F-16 vẫn là trụ cột của không quân Hoa Kỳ và các lực lượng không quân toàn cầu. Nó đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột như là chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Afghanistan và chiến tranh Iraq. Theo ghi chép, loại máy bay này đã bắn rơi đối phương 76 lần trong không chiến và chỉ có một trận thua. Một số nguồn cho rằng có 2 trận thua. Hiệu suất vượt trội này phản ánh khả năng tác chiến trên không mạnh mẽ của F-16. Khả năng cơ động nổi tiếng của máy bay chiến đấu cũng đã chống lại được các mối đe dọa trên không. Một chiếc F-16 của Mỹ đã né tránh thành công 6 tên lửa đất đối không liên tiếp trong chiến dịch bão táp sa mạc. Trong thế kỷ 21, F-16 đã trở thành một máy bay tấn công mặt đất quan trọng không kém. Đây không phải là điều mà các nhà thiết kế của nó đã nghĩ đến trên bảng vẽ vào đầu những năm 1970. Khả năng thích ứng này cho phép F-16 thực hiện ngày càng nhiều nhiệm vụ, khiến nó ngày càng trở nên hấp dẫn đối với không quân. Trong quá trình phục vụ, F-16 đã nhận được nhiều nâng cấp để luôn cập nhật và không ngừng phát triển. Phiên bản mới nhất của máy bay này là Block 70-72. Trong số các nâng cấp khác, phiên bản này có hệ thống nhắm mục tiêu và điện tử hàng không cải tiến, bộ tác chiến điện tử Viper Shield mới và các radar tương tự như trên F-22 và F-35. Trên thực tế, DNA thiết kế của F-16 đã được tích hợp vào tất cả các máy bay chiến đấu hiện đại ở một mức độ nào đó, bao gồm cả F-35, được thiết kế để kế thừa cho F-16 Fighting Falcon. Như vậy là với tên lửa SM-6 được trang bị cho máy bay chiến đấu, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện không chiến trong tương lai. Sự kết hợp giữa máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, thứ 5 và tên lửa SM-6 có thể bù đắp những thiếu sót của nhau và phát huy hết lợi thế của chúng. Tên lửa SM-6 với tầm bắn cực xa có thể tấn công máy bay chiến đấu của đối phương từ khoảng cách rất xa. Đồng thời, nó cũng có thể thay thế tên lửa chống hạm Harpoon, tấn công các tàu chiến cỡ lớn. Sự xuất hiện của SM-6 và sự duy trì F-16 cũng sẽ giúp không quân Hoa Kỳ giành lại quyền kiểm soát trên không. Thưa quý vị, mức độ tiên tiến của vũ khí trang bị là nhân tố quan trọng trong việc đánh giá sức mạnh của một đội quân. Trong chiến tranh hiện đại, tàu ngầm xuất quỷ nhập thần nhận được sự coi trọng to lớn vì chúng thực hiện các hoạt động bí mật dưới nước nên đóng vai trò quan trọng trong việc phản công đối thủ và là bộ phận không thể thiếu của hải quân nhiều nước trên thế giới. Mặc dù chắc chắn Hoa Kỳ có lực lượng quân sự và hải quân mạnh nhất trên thế giới, song điều khiến người ta bất ngờ
là nước này không sở hữu số lượng tàu ngầm đứng ở vị trí hàng đầu. Bất chấp điều đó, Hoa Kỳ vẫn được đánh giá là có hạm đội tàu ngầm mạnh mẽ, tinh nhuệ so với hầu hết các nước đồng minh và đối thủ. Hầu hết tàu ngầm của Hoa Kỳ có chất lượng cao và áp dụng trang thiết bị hạt nhân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cú đấm thép dưới lòng biển khơi này của nước Mỹ quý vị nhé. Theo các chuyên gia của Lầu Năm Góc, lực lượng tàu ngầm của Mỹ có nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu trên biển, dưới ngầm các đại dương và trên đất liền của đối phương, trinh sát, vận tải, đổ bộ các lực lượng đặc nhiệm, tham gia các chiến dịch đặc biệt và cùng các liên đoàn tác chiến sẵn sàng tấn công chính xác và kiểm soát các vùng biển trên thế giới. Đây là tham vọng rất lớn của lực lượng tàu ngầm được cho là hùng hậu nhất thế giới. Theo chỉ số hỏa lực toàn cầu năm 2024, quy mô hạm đội tàu ngầm của Mỹ là 64 tàu, bao gồm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu ngầm tên lửa dẫn đường và tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ba lớp tàu ngầm nổi tiếng nhất hiện đang được biên chế là tàu ngầm lớp Virginia, lớp Ohio và lớp Seawolf. Hạm đội tàu ngầm là một trong những vũ khí tàng hình dưới nước nguy hiểm nhất của quân đội Hoa Kỳ. Chúng tuần tra bí mật ở các vùng biển trên khắp thế giới và góp phần củng cố ưu thế thống trị hàng hải của Hoa Kỳ. Tập đoàn General Dynamics và Huntington Ingalls Industries đang phát triển tàu ngầm lớp Columbia, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2031. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những mẫu tàu ngầm tinh nhuệ nhất của Hải quân Mỹ. Tàu ngầm lớp Seawolf. Một loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tấn công nhanh của Hoa Kỳ là tàu ngầm lớp Seawolf, được phát triển vào những năm 1980. Chúng là tàu ngầm hạt nhân săn ngầm chống tàu ngầm, được thiết kế để cho phép Hải quân Hoa Kỳ lấy lại lợi thế công nghệ trước các tàu Liên Xô và giành quyền kiểm soát vùng biển. Về mặt thiết kế, có thể gọi là sản phẩm tối thượng của tác chiến chống tàu ngầm. Tàu ngầm lớp Seawolf sử dụng năng lượng hạt nhân là lực lượng nòng cốt của đội tàu ngầm Hải quân Mỹ. Seawolf được thiết kế để thay thế cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles đã lạc hậu. Công việc thiết kế được General Dynamics Electric Boat khởi động vào năm 1983. Một hạm đội 29 tàu ngầm lớp Seawolf chế tạo trong khoảng thời gian 10 năm đã được lên kế hoạch, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 12 tàu ngầm. Tuy nhiên, toàn bộ chương trình chế tạo 12 tàu ngầm lớp Seawolf lúc bấy giờ được ước tính lên tới 33,6 tỷ USD, một khoản chi phí khó có thể chấp nhận được trong bối cảnh chiến tranh lạnh đã kết thúc, Liên Xô tan rã vào năm 1991 và mối đe dọa từ các tàu ngầm công nghệ cao tương đương của Liên Xô cũng không còn nữa. Cuối cùng, chương trình chỉ dừng lại ở việc chế tạo 3 tàu ngầm thuộc lớp này với giá trị 7,3 tỷ USD. Hải quân Mỹ sau đó đã thiết kế tàu lớp Virginia nhỏ hơn và rẻ hơn để thay thế. Seawolf là lớp tàu ngầm tấn công đắt đỏ nhất từng được chế tạo và là phương tiện ngầm đắt thứ hai nếu xét chung các loại. Hải quân Mỹ tuyên bố lớp Seawolf có thể di chuyển dưới nước với tốc độ 20 hải lý trên giờ, với mức độ im lặng thấp tới dưới 100 decibel, thậm chí thấp hơn tiếng ồn xung quanh, khiến đối thủ gần như không thể định vị được. Tốc độ tối đa là 35 hải lý trên giờ, nhanh hơn hầu hết các tàu mặt nước hoặc tàu ngầm. Có thể nói, tàu ngầm lớp Seawolf là tàu ngầm nhanh nhất và yên tĩnh nhất thế giới, là tàu được trang bị đầy đủ vũ khí nhất. Seawolf được trang bị hệ thống điện tử và phát hiện âm thanh dưới nước tiên tiến, không chỉ được sử dụng để chiến đấu mà còn thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Các tàu ngầm thuộc lớp này có thể âm thầm tiếp cận bờ biển hoặc căn cứ của đối phương để mà trinh sát tiếp cận. Về vũ khí và trang bị, so với các tàu ngầm hạt nhân tấn công trước đây của Hải quân Mỹ, số lượng, cỡ nòng và các vũ khí khác của ống phóng ngư lôi lớp Seawolf đã được tăng lên đáng kể, nâng cao khả năng hoạt động bền vững ở các vùng biển có mối đe dọa cao. 8 ống phóng ngư lôi cỡ nòng lớn 660 ly được lắp đặt trên tàu, có thể phóng trực tiếp tên lửa hành trình Tomahawk. Lớp tàu ngầm này có thể mang tổng cộng 50 ngư lôi hạng nặng MK-48, tên lửa chống hạm Harpoon hoặc tên lửa hành trình Tomahawk, nhiều gần gấp đôi so với lớp Los Angeles. Để đối phó với những đòn phản công của tàu ngầm địch, Seawolf sử dụng hệ thống phóng ngư lôi mồi WLI-1 của Northrop Grumman và một tổ hợp đối phó điện tử GTE-WLQ-4. Hệ thống khí tài này đã cho tàu khả năng toàn diện, phát hiện sớm mục tiêu, tấn công mạnh mẽ, cơ động nhanh chóng và phòng ngự tránh đòn phản công. Ban đầu, tất cả các hệ thống vũ khí trên đều chịu sự chỉ huy kiểm soát của hệ thống dữ liệu tác chiến BSI-2, một mạng lưới khoảng 70 bộ vi xử lý Motorola 68030.
Đây cũng là hệ thống xử lý dùng cho các máy tính Macintosh vào thời kỳ đầu. Hiện nay thì hệ thống này đã được thay thế bằng hệ thống kiểm soát vũ khí AN/BIG-1 hiện đại hơn do tập đoàn Raytheon thiết kế. Seawarp được trang bị hệ thống phát hiện tàu ngầm sonar BQQ-5D, trong đó có hệ thống thủy âm hình cầu chủ động và bị động, đường kính 7,3m BBQ-5D và BQS-24. Thông tin từ hệ định vị thủy âm thu về sẽ được hệ thống AN/BBQ-10V4 do Lockheed Martin chế tạo để định hướng tàu sử dụng radar BPS-16 hoạt động trên băng tần 1. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống định vị thủy âm TB-29 để phát hiện nhanh đối tượng gần như mìn hay là thủy lôi. Nhờ hệ thống hiện đại này, các tàu lớp Seawarp có khả năng phát hiện sớm tàu ngầm đối phương và tung đòn đánh chặn. Tàu ngầm lớp Virginia. Virginia là tàu ngầm mới nhất của Hải quân Mỹ, là phiên bản sản xuất hàng loạt với chi phí thấp của tàu ngầm lớp Seawarp hàng đầu lúc bấy giờ, được chế tạo để chống lại Liên Xô. Loại tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân này đã gia nhập Hải quân lần đầu tiên vào năm 1998. Riêng tàu ngầm hạt nhân chiến thuật lớp Virginia được thiết kế để tiến hành nhiều loại nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh cục bộ và xung đột khu vực có chung tính chất là nằm trong phạm vi khu vực ven biển. Loại tàu ngầm này cũng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu truyền thống trên đại dương vì nó có ưu thế vượt trội so với tàu ngầm loại mới nhất của bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào. Trang bị vũ khí của loại tàu này gồm 12 ống phóng nằm ngang dành cho tên lửa Tomahawk được bố trí bên ngoài thân tàu và 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 ly. Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia được trang bị loại động cơ hạt nhân mới với lò phản ứng kiểu S9G có thời gian hoạt động ổn định lên tới 33 năm, tạo điều kiện tính toán trước khả năng khai thác trong suốt vòng đời hoạt động dự tính của tàu ngầm. Các nguồn thông tin từ bên ngoài bao gồm thông tin từ thiết bị bay không người lái, thiết bị ngầm và các thiết bị dò tìm thủy âm kết hợp cùng các phương tiện thông tin mới sẽ cho phép các tàu ngầm hạt nhân chiến thuật lớp Virginia hoạt động một cách hiệu quả cả trong tác chiến độc lập cũng như trong đội hình các nhóm hay đơn vị hỗn hợp. Tàu ngầm lớp Virginia được thiết kế và bảo trì bởi GD Electric Boat và Newport New Shipbuilding, hai công ty đóng tàu duy nhất của Mỹ có khả năng chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo như thỏa thuận giữa hai công ty, nhà máy đóng tàu Newport News sẽ chế tạo đuôi tàu, không gian sống của thủy thủ và cho thiết bị máy móc, khoang ngư lôi, hệ thống lái và mũi tàu ngầm. Trong khi đó, Electric Boat đảm nhận động cơ tàu ngầm và phòng điều khiển. Các nhà máy sẽ luân phiên đảm nhận công việc với động cơ lò phản ứng hạt nhân cũng như là chạy thử nghiệm và bàn giao. Tàu ngầm lớp Virginia là tàu ngầm đầu tiên mà tất cả các anten trên tháp tàu ngầm cùng chia sẻ chung một thiết kế UMM. Tàu ngầm lớp Virginia là lớp tàu đầu tiên được trang bị cảm biến ánh sáng thay cho kính tiềm vọng truyền thống. Theo đó, nó được trang bị các camera độ phân giải cao cùng với khuếch đại ánh sáng và cảm biến ảnh nhiệt, định tầm laser ảnh nhiệt và ESM tích hợp. Hai bộ cảm biến trang bị trên hai cột anten AN/BVS-1 ngoài vỏ áp lực. Các tín hiệu được truyền qua cáp quang tới bộ vi xử lý tín hiệu và tới phòng điều khiển trung tâm. Hình ảnh thực sẽ được đưa lên màn hình tinh thể lỏng ở phòng điều khiển trung tâm. Khác với tàu ngầm truyền thống sử dụng động cơ chân vịt, tàu ngầm lớp Virginia sử dụng động cơ phản lực nước do Bear System sản xuất. Tháng 12 năm 2008, Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 14 tỷ đô la với General Dynamics và Northrop Grumman để cung cấp 8 tàu ngầm. Theo như điều khoản của hợp đồng, Mỹ sẽ nhận được một tàu ngầm mỗi năm tài chính 2009-2010 và 2 tàu ngầm mỗi năm tài chính 2011-2012 và 2013. Hợp đồng này cũng có thêm điều khoản để nâng số lượng hạm đội tàu ngầm Virginia của Mỹ lên 18 chiếc. Tháng 12 năm 2010, Quốc hội Mỹ thông qua khoản kinh phí tăng số lượng tàu ngầm sản xuất mỗi năm lên 2 chiếc. Hệ thống nội bộ của Virginia sử dụng các hệ thống định vị và công nghệ liên lạc tiên tiến hơn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của nó trong chiến đấu. Đồng thời, khả năng hoạt động im lặng dưới nước của tàu ngầm lớp Virginia vẫn đạt tới đẳng cấp của lớp Seawarp nên rất khó bị phát hiện. Ngoài ra, lô thứ 3 tích hợp sonar hình cầu khẩu độ lớn và giảm kích thước ống phóng thẳng đứng. Lô thứ 5 sẽ chính thức triển khai dưới dạng phiên bản cải tiến, kéo dài thân tàu, lắp thêm 4 ống phóng thẳng đứng và bổ sung thêm các công nghệ mới. Quy hoạch hệ thống vũ khí của tàu ngầm lớp Virginia cũng khá xuất sắc
Nó bao gồm tổng cộng 4 ống phóng ngư lôi ở hai bên mũi tàu và 6 ống phóng thẳng đứng trên thân tàu cho 30 tên lửa. Ngoài ra, nó có thể mang theo các tàu ngầm nhỏ và ngư lôi của lực lượng SEAL. Kế hoạch như vậy đủ để trở thành một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ trong chiến tranh dưới nước. Virginia cung cấp cho hải quân nhiều khả năng khác nhau như là trinh sát, tấn công mặt đất, chống hạm và các hoạt động đặc biệt. Theo báo cáo tháng 4 năm 2019 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội CIS, chi phí của mỗi tàu ngầm lớp Virginia là từ 2,8 đến 3,2 tỷ USD. Úc có khả năng trở thành quốc gia thứ hai sở hữu tàu ngầm lớp Virginia sau Mỹ khi Hải quân Mỹ có kế hoạch bán tàu ngầm hạt nhân đã qua sử dụng cho Australia vào năm 2032 và 2035, theo thỏa thuận AUKUS. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược lớp Columbia tiên tiến nhất thế giới. Lớp Columbia là lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược mới nhất được Hải quân Hoa Kỳ chế tạo và được thiết kế để thay thế 14 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược lớp Ohio hiện đang được biên chế. Theo kế hoạch, nước này sẽ đóng 12 tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp này. Chiếc Columbia đầu tiên sẽ hoàn thành trước năm 2030 và dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2031. Sẽ tới năm 2042 mới hoàn thành việc đóng toàn bộ 12 tàu ngầm. Về vũ khí, ngoài các hệ thống ngư lôi Mark 48 ADCAP MK48, tàu ngầm có khả năng mang theo 16 tên lửa đạn đạo hạt nhân Trident 2 D5 với tầm bắn lên tới 12.070 km. Hãy nói một chút về ngư lôi Mark 48. Ngư lôi MK48 là loại ngư lôi hạng nặng được trang bị công nghệ sonar tinh vi, hệ thống điều khiển hoàn toàn kỹ thuật số và động cơ đẩy cải tiến. Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân đã nói từ năm 2018 như vậy. Một chiếc MK48 có đường kính 21 inch và nặng 3.520 pounds. Nó có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi lên đến 9 dặm và di chuyển với tốc độ lớn hơn 28 hải lý. Vũ khí có thể hoạt động ở độ sâu lớn hơn 1.200 feet và phóng một đầu đạn nổ 650 pound là một trong những vũ khí hàng đầu trong chiến tranh hiện đại. Mark 48 có khả năng tự động hóa cao. Khi được phóng từ tàu ngầm, động cơ phản lực dòng nước có thể đẩy ngư lôi lao tới mục tiêu với vận tốc trên 80 km/h dưới lòng biển. Quá khủng khiếp! Tên lửa đạn đạo hạt nhân Trident 2D5 là loại tên lửa nhiên liệu rắn 3 giai đoạn có tầm bắn thiết kế lên đến 12.070 km. Với khả năng mang tối đa 12 đầu đạn và độ sai số mục tiêu chỉ 90m, Trident 2D5 là loại tên lửa hạt nhân chính xác nhất trên thế giới. Với khả năng tấn công mọi điểm trên toàn cầu, phối hợp với sự di động linh hoạt của tàu ngầm hạt nhân, tên lửa Trident 2 có thể đánh vào bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới, với khả năng mang theo 8 đầu đạn hạt nhân W88 có công suất nổ 475 kiloton trên đầu đạn, hoặc 12 đầu đạn hạt nhân W76 có công suất nổ 100 kiloton trên đầu đạn. Mỗi quả tên lửa có thể làm tan nát một thành phố lớn. Columbia được trang bị 16 bệ phóng tên lửa. Vũ khí chủ lực phóng từ tàu ngầm là tên lửa đạn đạo Trident D5, tầm bắn tối đa 13.400 km khi mang theo 3 đầu đạn hạt nhân. Tuy ít hơn so với 24 ống trên các tàu ESBN lớp Ohio, nhưng ESBN lớp Columbia dài hơn, nặng hơn và có hệ thống truyền động điện phức tạp với công nghệ đi kèm. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược là nền tảng vận chuyển quan trọng nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và là phương tiện có khả năng sống sót cao nhất trong chiến lược tấn công hạt nhân của nước này. Gần 70% vũ khí hạt nhân hiệu suất cao của Mỹ được đặt trong các tàu ngầm hạt nhân chiến lược này. Đây cũng là phương tiện tối thượng để Mỹ thực hiện các sứ mệnh tấn công hạt nhân và trả đũa hạt nhân. Hiện có 14 tàu ngầm lớp Ohio có khả năng này. Tàu ngầm lớp Columbia sử dụng chế độ đẩy chạy hoàn toàn bằng điện, có phần giống với tàu khu trục US Doom 1, có thể nâng cao khả năng cơ động của tàu ngầm. Hơn nữa, thiết bị đẩy không có kết nối cơ khí, tạo ra ít tiếng ồn hơn, giúp tàu ngầm giảm tiếng ồn và tàng hình tốt hơn. Một thay đổi lớn trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia là bánh lái đuôi, sử dụng bánh lái đuôi hình chữ X. Các lớp Ohio, lớp Seawolf và lớp Virginia trước đây đều sử dụng bánh lái đuôi hình chữ thập. Tàu ngầm hạt nhân mới nhất này có tính năng tiên tiến, khả năng tấn công tốt, khả năng sống sót cao, tính linh hoạt tuyệt vời và khả năng che giấu tuyệt vời. Điều quan trọng là nó không cần thay thế nhiên liệu hạt nhân khi đang phục vụ. Công nghệ của nó vượt trội về mọi mặt đối với các quốc gia trên thế giới. Một sự tồn tại rất ghê gớm. Các tàu ngầm đáng chú ý khác hiện đang được sử dụng bao gồm các tàu ngầm lớp Astil của Anh. 4 trong số đó hiện đang phục vụ cho hải quân. Điều đáng kinh ngạc là lò phản ứng nước điều áp hạt nhân mà nó trang bị
không cần thay thế nguồn năng lượng hạt nhân trong suốt thời gian sử dụng, mà có thể tự sản xuất oxy từ nước biển, cho phép nó quay quanh trái đất ở trạng thái chìm, đặc biệt thích hợp để thực hiện nhiệm vụ hoạt động tới bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Nga có số lượng tàu ngầm lớn nhất thế giới, theo Tổ chức Nghiên cứu Sáng kiến Giảm thiểu Mối đe dọa hạt nhân của Mỹ. Hạm đội 65 tàu ngầm của Nga bao gồm khoảng 11 tàu ngầm mang tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các tàu ngầm lớp Greny và lớp Sierra 2 của Nga cũng nằm trong số những tàu ngầm mạnh nhất thế giới. Trung Quốc có hạm đội tàu ngầm lớn thứ 3 thế giới, bao gồm tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu ngầm tấn công diesel điện. Triều Tiên có 35 tàu ngầm, hầu hết là tàu ngầm thông thường cỡ siêu nhỏ. Nhật Bản thì đang âm thầm nâng cao năng lực hải quân, đặc biệt là lĩnh vực tàu ngầm, và hiện đã có 22 chiếc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã nhận tàu ngầm mới nhất Hakugei vào tháng 3 năm ngoái, được phát triển bởi Kawasaki Heavy Industry. Tàu ngầm diesel điện được trang bị pin lithium-ion để có thể hoạt động dưới nước lâu hơn. Ngoài ra, Hải quân Nhật Bản còn có 12 tàu ngầm lớp Suryo và 9 tàu ngầm lớp Yoyashio. Xu hướng phát triển tàu ngầm Mỹ. Để đảm bảo hoàn thiện nhiệm vụ tác chiến trong các cuộc xung đột quân sự ở tất cả các cấp độ, trong đó bao gồm cả trường hợp có sử dụng vũ khí hạt nhân, đòi hỏi Hải quân Mỹ phải nghiên cứu, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo ra sự thay đổi một cách cơ bản nguyên tắc thiết kế tàu ngầm. Theo đó, Lầu Năm Góc chủ trương, từ nay đến năm 2025, các tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles sẽ dần dần được thay bằng tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia hiện đại. Cùng với việc hoàn thiện các tính năng kỹ thuật, chiến thuật của tàu ngầm, Hải quân Mỹ đang hướng tới ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến vào trong quá trình đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới. Đồng thời tích cực nghiên cứu tìm cách định hình cấu trúc của các tàu ngầm thế hệ tiếp theo, dự định sẽ được đưa vào đội hình chiến đấu sau năm 2025. Đặc biệt, giới lãnh đạo Hải quân Mỹ cũng đã đặt ra chương trình chung trong thời gian 4 năm hợp tác với Cục Nghiên cứu Thiết kế Cao cấp của Lầu Năm Góc mang tên Tango Bravo, nhằm hoàn thiện thiết kế tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia theo các hướng chủ yếu như sau. Thứ nhất là hướng tới thiết kế hệ thống động cơ không có trục nhằm tiết kiệm không gian, giảm kích thước của thân tàu. Theo đó, Hải quân Mỹ đề xuất thay vì chỉ sử dụng động cơ hạt nhân bằng cách áp dụng kết hợp cơ cấu động cơ hạt nhân và động cơ điện. Dùng động cơ điện sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tính năng của tàu ngầm, ít nhất là có thể đảm bảo cho tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới có tốc độ tối đa đạt mức của tàu ngầm lớp Virginia. Ngoài ra, tỷ lệ gặp sự cố của động cơ điện nam châm vĩnh cửu sử dụng trong hệ thống đẩy không có trục rất thấp, kết cấu đơn giản và có độ tin cậy cao. Thứ hai là chuyển thiết bị phóng ra ngoài thân tàu để dành khoang chứa vũ khí mang theo các trang bị khác, nâng cao tải trọng có ích của tàu ngầm. Đồng thời, việc bố trí vũ khí ở bên ngoài thân tàu còn có một số lợi thế, như là không cần điều chỉnh cẩn thận góc độ lắp đặt của ống phóng ngư lôi, loại bỏ nắp phóng ngư lôi có sản sinh tiếng ồn, tránh được công nghệ phóng dưới nước phức tạp. Một hệ thống phóng như vậy có thể giúp tàu ngầm đi ra khỏi vùng phóng trước khi tên lửa thoát ly khỏi mặt nước. Thứ ba, nghiên cứu bố trí các lưới anten thủy âm bảo toàn góc trên toàn bộ thân tàu, thay vì sử dụng loại anten dạng hình cầu trên các trạm thủy âm ở phần đầu tàu. Đây là cách bố trí mới cho phép tàu hoạt động trong dải tần số thấp mà không cần phải sử dụng các anten hỗ trợ dạng trượt, đồng thời giúp tàu có thể quan sát được các góc tròn bất kỳ trong điều kiện thủy sinh phức tạp ở những vùng nước nông. Theo tính toán của các chuyên gia kỹ thuật, với loại anten này, ở khu vực nước nông gần bờ, tàu có thể nhận biết được động thái của 250 mục tiêu trong phạm vi 5 hải lý. Việc sắp xếp này có thể thích hợp với các loại tàu ngầm có phạm vi do thám tương đối rộng, tính đeo bám tốt hơn hệ thống thủy âm của tàu ngầm lớp Virginia hiện nay, chi phí lại giảm khoảng 50%, linh kiện điện tử của tàu cũng được tinh giản. Các nhà quan sát cho rằng, với xu hướng phát triển đầy tham vọng trên, lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ sẽ có ưu thế vượt trội so với các đối thủ tiềm năng trên biển, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện diện và bảo đảm các nhiệm vụ quan trọng, bảo vệ lợi ích quốc gia trong điều kiện tồn tại các mối đe dọa hiện nay và trong tương lai của nước Mỹ. Tuy nhiên, đây là chương trình có quy mô lớn, đòi hỏi những khoản chi phí khổng lồ. Điều đó không chỉ là nguyên cớ dẫn tới sự bất bình của người dân và trong chính giới Mỹ, sự quan ngại của cộng đồng quốc tế, mà còn làm dấy lên cuộc chạy đua vũ trang trên phạm vi toàn thế giới. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận ở bên dưới để tiếp tục thảo luận về những chủ đề nóng với chúng tôi. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.